Wow, quá tuyệt vời. Vậy là chúng ta đã bấm giờ livestream rồi và hiện tại đang là không lượt xem. Mình sẽ chờ một chút xíu để các bạn có thể đi vào ha. Trong lúc đó mình mở một cái miếng nhạc gì đó và chúng ta sẽ giới thiệu một bạn học viên mới của chúng ta ngày hôm nay. Mẹ sẽ đồng hành cùng video livestream của chúng ta và chúng ta sẽ có những nội dung thật là vui vẻ và hấp dẫn. Ê, nghe thấy ghê quá vậy ta. Bây giờ mình sẽ mở một tiếng nhạc nền. Đã có những bạn đã tham gia lễ stream. Hello Tường Di, hello Đạt Đạt, hello Lễ Hằng 935, hello Dung Tiên Cô Te, hello Mèo Mèo, Mushroom 4.5 đã tham gia, Harry VNH đã tham gia. Ok, trong lúc đó hãy mở một tiếng nhạc jazz để chúng ta có thể jazz một chút. Hello các bạn, nếu các bạn đã tràn vào livestream này chúng ta hãy chào nhau. Chào đi, chào mọi người đi. Ok, Liu President đã tham gia. Hello Liu President. Rồi, âm nhạc êm dịu. Rồi bây giờ tụi mình sẽ chờ các bạn một chút để các bạn từ từ tràn vào livestream nha. Yeah, chào. Rồi mình cùng có thể lại sát một chút để mình cùng xem livestream ha. Hello. Mình có bị ngại không? Kiểu mình cứ nhìn vô thoải mái thôi. Yeah. Rồi, có bạn hỏi nè, anh ơi cây vĩ em nó cứ bị dính, nó sao chùi nó được anh? Ủa là sao vậy? Hello An và bạn, hello Lệ Hằng. Hôm nay mình sẽ có bạn Cường, bạn sẽ học cùng mình ha. Chào bạn học viên của Trí An. Chào bạn học chuyên của Trí An. Chào bạn. Hello Cat Patronus. Là... chờ một chút để mình đi khóa cửa một xíu. Đã trở lại livestream rồi. Rồi bây giờ mình sẽ chờ đợi một chút xíu để livestream của mình đông vui một xíu nha. Rồi các bạn đó, các bạn ở trong đây rồi, các bạn hãy tranh thủ like và share. Like share thật là mạnh nha. Rồi chúng ta sẽ chờ khoảng 5 phút gì đó để chúng ta bắt đầu bài học của mình. Rồi đây là đàn của anh Cường ha. Đây là chính là cây violin của bạn Cường của mình ha. Yeah. Nó cứ dính. Giới thiệu học viên đi nè. Hồi nãy giờ chúng mình gặp nhau là tụi mình cũng đã có những cái cuộc hội thoại nho nhỏ. Nên là bây giờ tự nhiên khi mà mình nhắc tới vấn đề đó mình cũng ngại không biết phải nói như thế nào. Có bạn có câu hỏi kìa. Anh ơi, vậy vĩ mới của em không dính nhựa thông thì có cách khắc phục không anh? Ủa là sao vậy? Vĩ mới thì nó mới phải chà nhựa thông đó em. Đây, để anh lấy cục nhựa thông nha. Nhờ Cường. Đúng rồi, nhà Cường lấy cục nhựa thông. Violon mới thì mình phải dùng nhựa thông chứ em. Đây là cục nhựa thông của bạn Cường ha. Đó, và mình dùng cục nhựa thông này để mình chà. Livestream của mình đã được 15 lượt xem rồi, hãy tăng lên nào. Bôi nhựa mà nó không dính anh ơi. Violon mới á là các bạn phải bôi từ 5 đến 10 phút những nha chà như vậy. Rồi mấy em đếm khoảng 300 lần cho chị An đi. Đó, đếm khoảng 300 lần. 1, 2, 3. Cây viol, một cây vĩ mới là mình chà tới 10 phút lận đó. Không phải là mình phẹt một cái là nó chơi được đâu. Nói bạn cà cái này. Đúng rồi, nói bạn cà cái cục rosin này nha. Thật ra là bạn biết á, nhưng mà bạn nó giống như trường hợp của Trí An lần đầu. Cũng giống như An hồi đầu tiên á, kiểu không biết cái này rồi cái mình trời ơi, sao cái này không ra tiếng trời, lỡ mua đàn dở rồi. Thank you anh, em tưởng vì lúc đầu là Trí An cây đầu tiên An mua cũng y chang cái trường hợp của bạn luôn, là cứ tưởng nó bị hư. Nhưng mà ai có mày dè là hóa ra là dùng cái cục này để mà mình chà lên mà phát là nó sẽ lên những cái âm thanh tuyệt diệu trong cuộc đời của mình. Ok, bây giờ giống như là Glowcat Patronus, một cái bạn khán giả ở đây cũng đã nói là chúng ta hãy giới thiệu về Cường một chút. Thì Cường mình có muốn giới thiệu như thế nào và với livestream không? Em Cường, em biết anh An qua mạng xã hội rồi đam mê học violon nên duyên gặp rồi học hỏi theo anh An. Dạ, quá là đã luôn. Và Cường đã đến cũng là từ một nơi rất xa để có thể đến được là khu vực livestream của Chí An ngày hôm nay ha.
rất là vui được đón chào. Các bạn hãy chào đón bạn Hùng bằng cách bạn Cường bằng cách thả tim thật là nhiều vào livestream nhá. Hai Cường, em thích violin được bao lâu rồi nè? Có bạn khán giả hỏi. Em duyên gặp bất ngờ thời gian gần đây. Thời gian gần đây. Là khoảng vài tháng hay sao ha? Tức là mạnh mẽ. Mạnh mẽ. Sự mạnh mẽ. Thường là bộ môn này nó sẽ được gắn liền với lại tính điệu đà dịu dàng thục nữ một chút. Đâu có bạn nào mới vô. Hello Yosuba Asahi. Asahi. Ok. Mọi người hãy like share livestream này thật là mạnh nhé các bạn. Like mạnh lên, mạnh lên. Khoảng 5 phút nữa là tụi mình vô bài học chính thức nha. Chúc Cường học tốt và được Trí An truyền cảm hứng tốt nha. Cảm ơn bạn Minh Trí. Hello anh. Hello anh Tí An. Hello Minh Trí. Hello mọi người. 5 phút nữa mình bắt đầu học nha. Các bạn dơ lớp đầy đủ nào. Đây là mình đang chỉnh dây lại một xíu. Đây là cây đàn của bạn Cường. Cường có thể giới thiệu là cây đàn này mình mua giá bao nhiêu tiền và mình mua ở đâu không ha? Em có quen một người bạn nước ngoài. Một người bạn nước ngoài. Rồi nhường cái pilo mình cho em. Khoảng 100 mấy đô. 100 mấy đô. Đang đầu tiên là với tất cả những bài học viện mới là em sẽ luôn mượn đàn của các bạn rồi mình check thử cái đàn nó như thế nào. Cho em mượn ha. Cái violin. Đó, cái đàn. Mọi người xem màu đàn nè. Màu đàn của bạn ha. Đây là giá 100 mấy đô thì cũng có thể là gần như là 3 triệu đi ha. Tại 100 đô cũng là 2 triệu rưỡi rồi. Mình test thử âm thanh một chút ha. Cái này dây mi nó bị phô rồi. Mình sẽ chỉnh vặn ở đây ha. Vặn ở phía trên. Rồi sau đó mình vặn ở dưới bớt lại một chút. Thì theo anh cảm nhận thì cây đàn nó có âm nó hơi bị sắc sắc á. Chắc mình đứng lùi lùi ở đây chút cho khán giả cùng được thấy hai tụi mình ha. Âm thanh nó sắc sắc một chút. Em có cảm giác là cây đàn này âm thanh chất lượng nó sẽ thấp hơn tầm giá trị của một chút á. Ôi không, tại sao nó lại bị như vậy nữa rồi. Wow, livestream của mình đã được 40 lượt xem rồi. Quá đông vui luôn. Các bạn filter bị sao vậy anh? Thì bình thường chắc là filter là nó sẽ bị vậy, vấn đề vậy. Hai mới tập xong lướt top top giải trí lại được học online. Đúng rồi, hãy học học thật là vui vẻ nha. Ôi trời ơi, Cường vô đây nhiều khi là nó sẽ rất là vô tri. Nên mình không biết sẽ nó yeah. Thì đây là một cây đàn của Cường là có dán bảng bấm à. Thì đối với tất cả những bạn mà bắt đầu tự học mà kiểu vui vui chơi chơi thoải mái á, thì không có bất kỳ một giới hạn nào cho các bạn sử dụng cái này hết trơn á. Theo An thì biết là chỉ 2 tháng thôi là hoặc là cứ 3-4 buổi gì đó hoặc là vài tuần gì đó là mình bỏ nó cũng được. Nó chỉ là một cái công cụ để mình bắt đầu thôi. Mình chỉ còn 1 phút nữa để tất cả các bạn cùng có mặt tại livestream này mà mình sẽ học đàn cùng bạn Cường ha. Rồi. Ok. Hello anh. Hello Thảo. Bạn này bao nhiêu tuổi rồi ạ? Ý em hỏi bạn nào? Bạn này hay là bạn này hay là bạn này? Bạn này bao nhiêu tuổi rồi ạ? Bình thường là có một cái câu mà mọi người hay nói là kiểu tuổi tuổi tâm hồn gì đó.
Tức là kiểu không quan trọng là tuổi tuổi năm sinh của em như thế nào, nhưng mà tuổi tâm hồn của em là em có. Em trẻ trung năng động. Em chào thầy. Xin chào Ngọc. Scott Vũ đã tham gia. Hello Scott Vũ đã tham gia. Mọi người livestream thả tim thật là mạnh, tặng quà cho chị An nhá. Và không ngừng share cái livestream này. Thật là quyết liệt, giữ thần lên. Oh wow, và bây giờ đã là 20:55. Chúng ta cùng vào bài học thôi. Và chúng ta sẽ cùng đi qua 4 nội dung của ngày hôm nay. Hôm nay An và bạn Cường sẽ cùng học nội dung đầu tiên là gì ta? Nội dung đầu tiên là An sẽ giới thiệu bạn Cường là cái cách mình chơi vĩ giữa ha, vĩ giữa, vị trí vĩ giữa. Rồi sau đó chúng ta sẽ học về nhịp đen, về nhịp nốt đơn nè. Thứ ba là mình sẽ học về nội dung là chúng ta học cách bấm nốt trên gam son trưởng ha. Hôm bữa là mình học gam rê thứ. Hôm nay mình sẽ cũng sẽ giống như gam rê thứ, nhưng mà ở gam son trưởng thì nó sẽ... Ủa, hồi nãy giờ là mình gam rê trưởng chứ, không phải rê thứ nha mấy bạn. Đây là rê trưởng nha, không phải rê thứ. Gam son trưởng thì nó sẽ có một chút khác biệt nhỏ nhỏ. Và mình nội dung cuối cùng là mình tập hài Happy Birthday. Happy Birthday là mình sẽ tập kết hợp. Hôm nay là mình phải tập kết hợp được tay phải và tay trái rất là ngon lành rồi. Thì bởi vì buổi livestream 1, 2, 3 là mình đã nói về những vấn đề đó rồi. Là livestream 1 là mình tập về tư thế rồi nè. Live 2 là mình tập về tay phải rồi nè. Live 3 là mình tập về tay trái rồi nè. Chắc chắn là các bạn ở trong livestream đã rất là hóng để có thể tiếp tục học nội dung của buổi 4 rồi. Mình cùng vào ha. Rồi bây giờ mình sẽ trao cái đàn này lại cho Cường. Rồi, Cường sẽ vào khung hình chính giữa ha. Đó. Cường vào xích vào một chút ha, cho tất cả các bạn trong livestream có thể thấy. Đó, mọi người thấy một cách trực quan ha. Và phía bên đây của Cường là bên trái ha. Đây là bên trái ha. Phía bên trái của Cường là bên đây ha. Đó. Thì đầu tiên là về tư thế nha. Cường ở tư thế này thì mình có thể nhìn vào màn hình điện thoại nè. Màn hình điện thoại. Đó. Màn hình điện thoại. À, mình nhìn vào màn hình điện thoại rồi đúng không? Tức là mình thấy cây đàn nó đang hơi thấp một xíu á. Mình sẽ để cho nó cao vừa tầm này một chút nữa ha. Đó, mình sẽ cao vừa tầm này một chút. Rồi ở góc này các bạn sẽ rất là dễ thấy tay phải của Cường ha. Rồi, Cường cầm tay phải cho các bạn xem ha. Rồi, Cường thì Cường cũng mới tập violon, tự tập violon ở nhà qua các livestream của Chí An. Thì đây là cũng là lần đầu tiên là mình được tiếp xúc với một bạn học viên ở bên ngoài để mà xem cái mức độ hiệu quả của livestream. Rồi cần lùi một bước một xíu nữa. Đúng rồi, như thế mình sẽ thấy khung hình rõ hơn. Ok, rồi. Rồi, bây giờ cái tay này nó đang như thế nào đây? Đó, mấy bạn thấy cái tay nè. Cái tay này nó đang không đúng một chút xíu nha. Rồi, nó bị vấn đề gì? Đó, ngón út của mình nè. Ngón út của mình nó phải cong lên một xíu. Đúng rồi. Rồi, bây giờ mình phải bước lên nè. Đúng rồi, để cho các bạn thấy tay ha. Nè, cái ngón này, ngón áp út của mình ha, nó sẽ đặt vào ngay vòng tròn phía dưới này. Đúng rồi, ngón này đặt ở phần này ha. Và ngón trỏ của mình nè, đặt như vậy là không đúng rồi. Mình phải đặt như thế nào? Mình phải dùng cho tất cả các ngón này. Mình ôm vào phần bạc ha. Ôm vào phần bạc ha. Những nội dung này nói thì rất dễ, nhưng mà thực hành và mình ổn định được thì nó rất là khó ha. Đó, cái ngón út của mình cong lại ha, ráng cong lại. Thì cái phần ngón út này nó cũng sẽ rất là khó để các bạn tập lâu dài ha. Và chú ý ha, cái ngón cái của mình nè. Ngón cái của mình là nó phải cong lại ha. Như vậy là nó đang chưa cong nè. Đó, nó đang bị... Nó phải cong lại như vậy ha. Đúng rồi, cong lại như vậy, đúng rồi, chính xác luôn. Đó là ngón cái của mình ha. Đó, và tay của mình như vậy là đẹp form nè. Đây là một cái form rất là đẹp rồi nè. Đó. Đó là bạn Cường cũng sẽ có cái dịp mà mình vừa nhìn vào livestream, mình vừa xem, theo dõi ha. Trông bạn Cường có vẻ hơi căng thẳng. Mình hãy nở một nụ cười tự tin để mình tiếp tục chơi bộ môn violin này, mình được hiệu quả, thành công. Ok, hôm nay là mình sẽ, như chị An có nói là mình sẽ tập vĩ giữa. Chắc cho chị An xin phép out khung hình một chút xíu. Mình nhường spotlight cho bạn Cường. Livestream 14 bạn theo dõi, uku. Mấy mọi người vô đông đông nhờ cho tôi rồi cái nào. Mình sẽ xuống đây một chút. Đó. Hôm nay mình sẽ tập vĩ giữa ha. Có Trí An ở đây hướng dẫn cầm tay cho Cường, là mình rất là
dễ cho tất cả các bạn hình dung luôn. Ok, rồi mình đã sẵn sàng chưa? Vĩ giữa, hôm bữa là mình đã học vị trí vĩ dưới rồi ha. Vĩ dưới là mình tập cái vị trí này. Mình học âm thanh này. Đó, bây giờ Cường tự ôn tập lại vĩ dưới cho An xem thử ha. Rồi, nè, cái ngón út nó bị cong rồi nè. Mình ngón út nó bị thẳng rồi nè, thẳng nụt rồi nè. Cong lại ngón út một xíu. Đúng rồi, chính xác luôn. Rồi, bây giờ mình thả cho nó. Bây giờ mình tự làm vĩ giữa ha. 2, 3, 1, 2. Rồi, giữ nó ở phần, đây là vĩ dưới chứ. Giữ nó ổn định nè. Rất là nhẹ nhàng đưa lên đưa xuống nè. Nhẹ nhàng đưa lên, nhẹ nhàng đưa xuống nè. Đó, đúng rồi. Ra làm sao cho cái ngón út nó cong ra. Đúng rồi. Rồi, mình tự làm ha. Em sẽ giữ cái khuỷu tay này của Cường. Là cái khuỷu tay này nó phải ổn định cái độ cao nữa. Rồi mình kéo thử đi ha. Cũng ổn rồi đó. Rồi mọi người có nghe thấy tiếng rẹt rẹt gì không? Tiếng rẹt rẹt đó là thật ra vấn đề là do cây đàn á. Do cây đàn. Nhưng mà thật ra mình luyện tập á, nó sẽ cải thiện được vấn đề đó luôn. Tức là mình khắc phục được cả vấn đề của trên đàn luôn ha. Mình tập đang tập lại vĩ giữa nè, đang ôn tập lại vĩ giữa ha. 8 lần nha. 1 lần nè. 2 lần nè. Hít ra thở vô nè. Hít bằng mũi. Nén lại. Thở ra bằng miệng nè. 5 lần rồi đúng không ta? Lần 6 nè. Lần 7 nè. Lần 7 dừng lại xíu, ngón út cong lại xíu ha. Tất cả các khớp tay này thẳng ra ha. Các khớp tay này thẳng ra ha. Đó, thẳng ra vậy tránh bị nó bị cong lại như vậy nha. Rồi đó, lần 7 nè. Lần 8 nè. Hít vô, thở ra. Đó, rồi mình giữ yên form vậy ha. Đây là vấn đề là tất cả những bạn mà kiểu bắt đầu học violon là sẽ thường rất là thường xuyên gặp phải. Đó là vấn đề ngón út của mình nó bị thẳng đòn như vậy á. Thì cứ bình tĩnh thôi ha. Bây giờ là mình trước khi mà mình tập lại vĩ giữa, mình giải quyết ngón út một xíu đi. Giải quyết ngón út một xíu. Thì hồi nãy em có hướng dẫn sơ sơ qua cho bạn Cường một cái bài tập. Đó là mình như thế này nè. Rồi cái tay của mình á, tay còn lại đây là tay phải nha. Đây là tay phải. Mình giơ thẳng ra nè. Giơ thẳng ra. Rồi mình giơ cái ngón út của mình nè. Mình sẽ đặt lên phần vĩ của mình ha. Và mình làm một cái bài tập này ha. Mình nhúng lên, đó, mình làm như thế này nè. Đó, mình tạo cái độ đàn hồi cho vĩ, độ đàn hồi cho ngón út ha. Đó, tức là khi mà các bạn làm được cái bài tập này thì tức là các bạn đang kiểm soát ngón út rất là tốt ha. Đó. Bạch, bạch. Bây giờ Cường làm thử đi ha. Cường là một bạn học mới nên là chắc chắn là ngón út của mình sẽ, nó chưa có cảm giác kiểm soát ha. Nên là mình nhìn thấy ngón út của bạn vẫn còn đang cứng. Nhưng mà đó sẽ là vấn đề về luyện tập ha. Mình phải luyện tập mà theo tuần, theo tháng mới được. Cái này dành ra khoảng 5 phút mỗi ngày mình tập cái này. Mình tập nảy lên nảy xuống cái này. Sao thầy không quay camera lại cho dễ nhìn thầy ơi? Không sao đâu, khi mà mình làm lại á, thì mình download livestream về và mình đăng tải lên á, thì mình sẽ lật ngược lại ha. Còn lý do là mình dùng livestream của mình vẫn để hướng như thế này là nó đang theo hướng của các bạn á. Ví dụ như là ở tay này là thì các bạn theo livestream thì các bạn cũng cầm theo hướng này luôn. Nhưng mà khi đăng tải lên nền tảng khác thì em sẽ lật lại ha. Ôi hình như nói nãy giờ nó hơi khó hiểu một chút. Mình làm mình thấy nó ổn không ta? Ổn không? Nó vẫn bị cứng nè. Nó thử duỗi thẳng ra luôn. Nó phải từ trạng thái cong nè, nó chuyển thành trạng thái thẳng. Đó, nó như thế này nè. Đó. À, Cường thử làm đi. Cong lên lại nè, cong lên. Cong lên và đá ra. Rồi, bây giờ mình cũng làm tương tự với phần này ha. Cong lại nè, cong lại đặt lên. Rồi mình đá xuống nè. Nhấn nhấn xuống, đúng rồi, nhấn xuống. Trời ơi, khó khăn dữ chưa. Cong lại nè, nhấn xuống nè, nhấn xuống. Rồi, cái này là mình phải luyện tập nhiều hơn nữa nha. Rồi, cái này chỉ cần luyện tập là được. Đó. Phải tự luyện tập thì mới được ha. Cái này là nó chỉ có thể nói rất là đơn giản như thế này.
Để cao lên một xíu. Ok, rồi mình vào bài tập vỉ giữa đi. Vỉ giữa là mình sẽ làm 4 set và mỗi set là 16 rep. Ok, thì đó là cái cách các bạn luyện tập. Còn ở trên livestream mình sẽ làm rất là vừa phải ha. Rồi, bây giờ mình sẽ vào khung hình một chút. Thì vỉ giữa nè, giống như Trí An dán cho bạn Cường nè, là nó là từ vị trí màu trắng này đến vị màu trắng phía trên ha. Rồi, mình vẫn, các bạn vẫn sẽ tập trên dây rê ha. Dây rê. Rồi, tay của mình ổn định lại xíu ha. Tay của mình đang hơi xấu. Móng trỏ vào trong đây một xíu nè. Đó. Ngón cái cong lại nè. Ngón cái phía trong cong lại nè. Rồi, tất cả các tay thật là thả lỏng nè. Phần tay này thả lỏng nè. Thả lỏng. Thật ra cũng không phải thả lỏng đâu, nhưng mà kiểu mình làm nhẹ nó lại một xíu. Rồi, cái tay này form nó đang chưa đẹp lắm. Ok. Rồi các bạn chú ý nè, vỉ như vậy là cũng không đúng ha. Vỉ nó sẽ xoay vào bên trong như thế này một chút. Đó. Hy vọng là livestream nó cũng... mình tập vị trí vỉ giữa ha. Cái này thì có An tập cho học viên thì học viên sẽ dễ hình dung cái hướng đi âm thanh như thế nào. Lần 3 nè. 4 nè. Các bạn tập theo luôn ha. Các bạn đang xem livestream. 5 nè. 6 nè. 6. 7. 7. 8. 8. Rồi cái thứ 8 tự làm nữa nè. 2. 3. 9. Khi mà em buông ra là có vấn đề liền. Đó, vì lý do vì sao. Rồi bây giờ là Cường thử nhìn nè. Cái tay của An ở đây nè. Cường sẽ tưởng tượng là làm sao cho cái đuôi của Viu Long nó chạm được tới cái tay của An là được. 2, 3, 9. Nó vẫn bị vấn đề đó. Tức là cái tay của mình á, cảm tưởng tượng như là sức nặng của vỉ rất là tự nhiên nó đè trên dây đàn thôi. Rồi cái tay của mình nó sẽ đung đưa qua để nó chạm vào tay của bàn tay của An. Thử nha. Nó vẫn không được ha. Vậy là không được rồi đó. Cổ tay đó. Bây giờ là mình thử làm sao mà làm được cái âm thanh này đi ha. Thử đi. 2. Nó vẫn bị tiếng con bò. Là sao vậy? Ngón tay mình cong lại ha. Mình sẽ dùng cái khuỷu tay này của mình nè. Mình mở ra. Đặt lên, đặt violin lên. Mình mở khuỷu tay ra ha. Đỡ hơn một xíu. Tiếng con bò. Ôi không, tại sao nó lại bị vậy ta? Hôm nay là phải giải quyết tình trạng này nè. Đó, phải làm sao mà kéo được âm thanh như vậy nè. Rồi, cả cái tay của mình nó vẫn chưa được vào form rất là ổn định nè. Cổ tay thẳng ra ha. Rồi bây giờ mình hít thở một cái nè. Nén vô. Thở ra. Rồi sau đó mình kéo lại thử ha. Rồi, rất là nhẹ nhàng ha, không đè lên ha. Nhẹ nhàng di chuyển vỉ qua hướng này. 2, 3. Ôi giời, nó vẫn ra âm thanh con bò. Đó, có tay của Trí An lên nó khác liền nè. Rồi, có bạn bạn Cường đè mạnh quá. Bạn Cường đang đè mạnh quá. Tức là cái tay của mình nó phải nhẹ nhàng ha. Đó, phải nhẹ nhàng như vậy nè. Đó, làm sao mà làm được âm thanh như vậy ha. Tay ngón trỏ tay vẫn còn hơi đè á. Rồi, thả lỏng toàn bộ nè. Cho anh thấy cái cánh, cho anh thấy cái bàn tay của mình thả lỏng đi. Thả lỏng hết. Rồi, 2, 3, em đẩy. Đó, như âm thanh như này là ok nè. Đúng rồi, như thế này là ok nè. Đỡ hơn rồi nè. Các bạn like share live stream mạnh lên nhá. Bạn Cường ngồi ở đây một xíu. Đúng rồi, ở đây xá xá cho tất cả các bạn khán giả có thể dễ dàng xem. Ok. Rồi, nhẹ, thật là nhẹ ha. Giống như âm thanh nãy giờ là ok. Đúng rồi, âm thanh này ngon rồi nè. Nó đỡ bị tiếng con bò như lúc đầu nè. Nó là cái tay của mình phải làm rất là nhẹ ha các bạn. Thì ra âm thanh lúc mới tập violon nó là ra vậy. Thương Shizuka.
Chúc mừng đó, âm thanh đó ngon lành rồi đó. Bây giờ mình phải vẫn phải làm sao cho cái tay của mình cái form nó ổn định ha, rồi mình kéo nó vẫn ra cái âm thanh như thế này ha. Cái form của mình, cái khớp tay này của mình nó vẫn hư quá phải phản mới được. Rồi khớp tay này làm như vậy cho em đó, đừng có để nó bị như tình trạng này nữa. Thẳng cái khớp ra, đúng rồi, thẳng cái khớp ra ha. Nhưng mà cái tay của mình nó vẫn đang bị tình trạng nó hơi cứng, nó cần mềm mỏng lại xíu. Rồi mình thử làm cái thao tác này đi. Làm sao mà làm được đúng không? Yeah. Đâu thử quay qua đây nè. Quay qua đây làm cái đó, làm sao mà dẻo được như chị anh. Đó mình thử nó là kiểu nó dẻo dẻo giống vậy nè. Đó, như lướt sóng. Bùm bùm bùm. Cái tay của mình nó vẫn đang bị pạch như vậy. À cái anh cần là nó một chút dẻo dai. À, cũng đỡ hơn rồi đó. Rồi bây giờ mình sẽ thử ha. À, cái phần khớp tay này của mình nó vẫn đang hơi cứng nè. Em cần thể thấy nó nhẹ nhàng ra. Yeah. Nó phải nhẹ vậy nè. Tức là khi mà mình cử động mạnh nó sẽ như vậy nè. À, cái chỗ này nó bập lên xíu. Nó bập nó với cái tốc độ này. Bập. Thả lỏng hơn nữa. Vẫn thấy cái vai nó bị mạnh thì nó sẽ không làm nhanh được. Bập. Rồi sau cái kiểu này nữa. Đó. Nó phải bập. Bây giờ cùng chung nhịp đập á. 1, 2, 3, 4. Đó, đúng rồi. Nó phải đủ thả lỏng ha, thì nó mới làm được cái tốc độ đó. Tay này, cái khớp này nó vẫn phải đúng ha. Rồi bây giờ mình đặt cái vai lại ha. Nó vẫn phải, nó phải có cái cảm giác này nè. Nó đè lên nè, nó chết. Chết rồi, không có, chết. Không có được nói cái vụ đó. Sao chị An không thử chọn một bạn nữ? Trời đất ơi, không có người đăng ký nữ các bạn à. Mà ví dụ như một nam một nữ thì nó cũng kỳ, nó cũng hơi nhạy cảm khi mà kiểu mình tập gần gũi như vậy. Nên là một bạn nam sẽ tốt hơn chứ các bạn. Ok, tay của mình phải mềm mại hơn, thả lỏng hơn một xíu ha. Nó chọn cong lên một xíu. Cong lên một xíu nè. Đó, khi mà mình tất cả, hầu như tất cả các bạn mà bắt đầu học violon á thì hầu như là cơ mặt của mình cũng bị căng thẳng ha. Đó là điều rất là bình thường, không sao hết. Cái này thấy làm sao cho cái đó nó ngay cái khớp vai này nha thì nó mới đẹp nha. Đó, như vậy là cũng ổn rồi nè. Bây giờ mình tập vĩ giữa thêm một chút xíu nữa ha. Bây giờ đó là 21:12 rồi mà nội dung thì vẫn còn rất là nhiều. Vĩ giữa nè. Bây giờ mình thử tự kéo 4 nốt thôi ha. 2, 3. Đúng rồi, nhẹ như vậy là ok nha. 3, 4. Rồi vậy là xong 4 nốt rồi đó. Yeah, đó là nội dung vĩ giữa ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nói một chút về nội dung nhịp đen và nhịp nốt đơn. Thì ở trên violin á, những cái nhịp đó mình sẽ chơi như thế nào ha. Ví dụ như một nhịp đen nè, thì giống như là nãy giờ mình đang tập vĩ giữa. Một nhịp đen nó sẽ chơi trên cái độ dài như thế này ha. Đó, nó sẽ chơi. Rồi mình đứng vào đây một xíu. Đó, mình sẽ chơi với độ dài như thế này ha các bạn. Bằng một nửa vĩ. Đó, độ dài này. Đó, một nhịp nốt đen. Nhịp đen là nhịp nốt đen nha các bạn. Đó, mình sẽ chơi vào độ dài này. Đó. Và chúng ta có nhịp đơn nữa. Nhịp đơn nó là gì? Bây giờ mình giải thích kỹ hơn ha. Ví dụ nhịp nốt đen thì nó sẽ là mình đọc là 1, 2, 3, 4. Thì 4 cái nhịp đó thì gọi là nhịp nốt đen ha. Còn 8 cái nhịp như thế này là 1 và 2 và 3 và 4 thì nó sẽ là 8 nhịp nốt đơn, hoặc hay còn gọi cách khác là 8 nhịp đơn. Tại vì nó là cái nhịp mà nó chia từ cái nhịp nốt đen ra thành 2. Ví dụ như là nhịp nốt đen là nó là 1, 2, 3, 4 thì nhịp đơn là nó bằng một nửa của nhịp nốt đen thôi. Thì nhịp đơn á mình sẽ chơi ở một cái vị trí nó như thế này ha, hoặc là vị trí bằng như thế này ha. Đó, nên nó sẽ như thế này. 1, 2, 3. 1 và 2 và 3 và 4. Và đó là nhịp đơn ha. Còn nhịp đen là 1, 2, 3, 4. Cường nắm rõ chưa ha? Rất là đơn giản không? Rồi bây giờ Cường thử chơi nhịp đơn cho An đi. Bây giờ An giúp Cường một lần. Rồi Cường tự làm 8 nốt nhịp đơn. 1 và 2 và 3 và 4 và. Rồi mình tự làm thử ha.
nhẹ cái tay phải của mình. 3, 4, 1 và 2 và 3 và 4 và excellent luôn, quá là ngon lành luôn. Rồi bây giờ mình làm nhịp nốt đen ha. 2, 3, 1, 2, 3, 4. Chính xác luôn, quá là ngon lành. Coi như là mình xong những cái nội dung này rất là nhanh ha. Kiểu mình để nó như là một cái mục vậy đó, nhưng mà thật ra nó xong rất là nhanh. Để bây giờ mình qua một cái phần nó quan trọng hơn, là bây giờ là mình sẽ cũng phải có một cái bài tập deadline cho ngày hôm nay nữa. Rồi bây giờ là mình sẽ ôm lại nốt ha. Rồi, mời Cường đưa violon vào vị trí guitar style. Guitar, đúng rồi, mình sẽ đứng làm sao cho khán giả dễ nhìn ha. Đó, kinh nghiệm mà. Rồi, An sẽ qua hướng này. Đó. Đó, guitar fingerstyle ha. Rồi, bây giờ Cường còn nhớ bài rê trưởng hôm bữa không? Rồi, tất cả những bạn trong livestream còn nhớ bài rê trưởng hôm bữa không ta? Còn nhớ không? Rồi, thử làm đi. Rồi, rê trưởng ha. Chúng ta dùng ngón gì móc? Dùng ngón cái móc nè. Ngón cái móc nè. Rồi mình đưa vào gần bảng bấm hơn nè. Đó, ngón cái ha, tay này cũng rất là quan trọng ha. Rồi mình dùng tất cả những cái ngón còn lại mình tựa vào cái bảng bấm ha. Rồi dùng ngón cái búng thử đi. Đúng rồi, búng nhẹ nhẹ ra là đúng rồi ha. Rồi, bây giờ cho anh dây rê, nốt rê. Nốt rê nghe dây rê đúng không? Ha, đâu có bấm ngón gì đâu, nó là nốt rê dây rê. Rồi. Ngón 1 nè. Ngón 1 thì nó là nốt gì? Cường. Nốt mi, nốt mi, chữ E là nốt mi đó. Rồi búng vô hơn, ngón 1 nè. Ngón 1 nè. Rồi ngón 2 đi. Ngón 2 bấm ở đâu? Ngón 2 bấm ở ngay. Mình vẫn phải giữ ngón 1 lại ha, giữ ngón 1 lại. Rồi ngón 2 nó bấm ngay đây nè. Đó, nó cắt ra một chỗ nè. Rồi mình búng ngón 2 đi. Đúng rồi, chính xác luôn. Rồi búng ngón 3. Búng ngón 3 đi, ngón 3 sát bên ngón 2 luôn. Búng. Rồi, chính xác rồi, đó là nốt gì Cường ha? Son. Đúng rồi, nốt son. Rồi bây giờ mình bấm nốt tiếp theo đi, nốt la đi. Đó, thật ra nốt la là nó có thể bấm ngón 4 ha. Cường để bấm ngón 4 luôn. Nhưng mà thật ra nốt la mà em hướng dẫn cho các bạn á là nó qua dây la luôn nè. Là dây la là dây kế bên luôn á. Không, không phải dây đó, dây này nè. Dây phía dưới, đúng rồi. Đó, dây la nè. Rồi bây giờ Cường phải nhấc cái ngón lên cho các bạn dễ thấy ha. Rồi bấm ngón 1 của dây la đi. Rồi, bấm ngón 1. Bấm. Đúng rồi, đó là nốt si. Nốt si nha, ngón 1 của dây la là nốt si. Rồi mình bấm ngón 2 đi. Đúng rồi, thì hôm bữa là An dạy các bạn nốt 2 nè, mình vào sát ha. Hôm bữa An dạy các bạn ngón 2 là nó là một cái nốt nó có khoảng cách nè, nó có khoảng cách nè. Nhưng mà nốt ngón 2 của bài ngày hôm nay á, nó sẽ không có khoảng cách ha. Nó sẽ vào, nó sẽ sát vào đây luôn. Đó, ngón 2. Nó hai ngón, ngón 1 và ngón 2 sẽ sát nhau ha. Bài hôm nay là giọng son trưởng ha. Thì cái cấu tạo hình của nó sẽ khác. Đó, rồi mình búng ngón đó. Đó là nốt gì? Ở đây là nốt si thì ngón này là nốt. Nốt gì ha? Nốt đô. Đúng rồi, nốt đô. Rồi ngón thứ 3 đi. Vẫn phải. Khi mà mình bấm ngón lại á, đây là bấm nốt tiếng ha. Khi mà bấm nốt tiếng á, tất cả những cái ngón mà bấm trước đó các bạn đều phải giữ lại hết ha. Đó. Rồi, ngón này là ngón gì? Si. Không phải, đây là nốt rê. Rê. Đó, mình sẽ học nhiêu đó thôi. Rồi, bây giờ là cái hình ngón của mình á, nó sẽ như thế này ha. Rồi, bây giờ ở dây này nè, thì cái hình ngón nó, đây là nốt mi nè, ngón 1 ở vị trí nốt mi ha. Rồi, ngón 2 nó đặt. À, ngón 2 đây là ở vị trí pha thăng ha. Pha thăng nó có một cái khoảng cách ở đây nè. Rồi, tiếp theo nó là đặt ở nốt son ha. Ngón 3 đặt ở nốt son nè. Ngón 3 đặt nốt son, nó không có khoảng cách ha. Ở giữa hai nốt này không có khoảng cách. Đây là cái hình của dây rê ha các bạn. Hình của dây rê. À, khoảng cách ở đây nè. Khoảng cách ở đây nè. Ở đây không có khoảng cách nè. Rồi mình qua phía bên dây la ha. Dây la đặt ngón 1 ngay đây. Ngón 2 ngay đây. Ngón 2 sát bên. Ngón 3 cắt ra. Đã đây. Đó, mình phải rõ cái hình của cho các bạn trên livestream thấy luôn. Đó, ở đây có khoảng cách nè. Rồi giữa ngón 1 và ngón 2 nè, nó không có khoảng cách nè. Rồi giữa ngón 2 và ngón 3 nó có khoảng cách nè. Tách ra một xíu nữa. Đó. Thì đây là cái hình của bài ngày hôm nay tập ha, bài Happy Birthday nha các bạn. Rồi bây giờ không nói nhiều nữa, mình vào thẳng bài Happy Birthday luôn ha. Rồi bây giờ Cường sẽ giúp An chơi rê rê mi rê. Rồi, tìm dây rê cho An.
Rê. Dê rê đâu? Dê rê. Dê rê, mình đâu có bún đâu, mình đâu có bấm gì đâu, nó chỉ là dê rê thôi mà. Rê rê. Đó là la. Đó là dê la. Rê. Rê đâu? Rê đây. Bún hai nốt. Rồi mi ở đâu? Sai, mi bấm ngón một nè. Mi bấm ngón một. Ngón một của dê rê luôn. Mi rê rê. Rồi tiếp theo là nó mình sẽ bấm ngón ba xuống nè, hạ ngón ba xuống. Rồi bốn một cái. Son, rồi bấm ngón hai vô nè. Son. Bấm ngón hai phải nhấc ngón ba ra thì mới, nó mới ra ngón hai. Đúng rồi, chính xác luôn. Rồi mình làm lại ha. Rồi có một bạn có câu hỏi nè. Anh ơi chỉ em các xác định nốt trên cần đàn, em đang học nhạc lý thì chúng ta cũng đang học nó luôn nè em. Rồi, ta làm lại ha. Rồi, chắc là mình phải đứng làm sao cho các bạn khán giả cũng dễ thấy nữa. À, nhích xuống một xíu ha. Rồi mình làm lại cái đống vừa rồi đi ha. Rê rê mi rê son fa. Rồi mình mò lại ha. Rê ngón 1 mi nhấc ngón 1 lên. Rê son chữ G. Đúng rồi. Fa ngón 2 đặt ngón 2 xuống nhấc ngón 3 lên. Chính xác luôn. Rồi mình làm lại chùm nốt đó ha. Cho nó rõ ràng lên. Rê rê mi rê. 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 Rê trước. Rê. Mi. Ngón 1. Đúng rồi. Rê. Son. Đúng rồi. Fa. Chính xác luôn. Rồi bạn làm đúng rồi đó. Rồi nó là sẽ là 001. Rồi các bạn. An ơi, anh ơi tại sao miếng dán nốt nó không có đủ các nốt thăng dán? Nó có đủ các nốt thăng dán nha em. Có đủ nha. Nhưng mà mấy nốt còn lại á thì người ta ghi như vậy cho nó gọn á, ghi như vậy cho nó gọn. Tức là ví dụ như là đây là nốt la nè, thì cái gạch này thì nó là nốt la dán, ấy lộn, nó là nốt si dán chứ nhở? Đó. Người ta để vậy cho các bạn học vô lông, các bạn dễ tiếp cận hơn á, thì các bạn chỉ cần tiếp cận những cái nốt mà nó có sẵn hình tròn thôi, thì đó là những cái tông mà các bạn sẽ rất là dễ tập hơn. Còn bởi vì các bạn cũng chỉ tập khoảng 3-4 tuần thôi là các bạn xé miếng dán nốt này rồi. Nên là mình tập những cái tông đơn giản như tông rê trưởng, thì những cái miếng dán nốt này nó thể hiện hết những cái nốt của tông rê trưởng, tông son trưởng và tông la trưởng luôn cho các bạn ha. Đó, đó là lý do như vậy. Anh Cường có hiểu không? Cường có hiểu không? Nghe nó có phức tạp lắm không? Em xem lại. Ok, đúng rồi, phải xem lại cái livestream này để nhẩm lại, để mọi thứ nó được khắc sâu vô tâm trí. Ê, nhưng mà cho An hỏi tất cả những bạn đang xem livestream là nãy giờ các bạn xem, các bạn có thấy nó bị giật lắc gì không ha? Rồi các bạn comment liền cho chứ An biết nè. Comment, comment. Trong vòng 3 giây nha. 1, 2, 3. Không thấy comment mới. Rồi 1 phút nghỉ ngơi. Không bị lắc, yeah, không bị lắc, quá đã luôn. Thank you các bạn so much. Rồi bây giờ chúng ta học tiếp nhé. Hôm nay là nhất định là phải có bài... Cường là phải trả được bài Happy Birthday cho anh trong ngày hôm nay. Ok, rồi nãy giờ mình tập được gì rồi? Rồi, rê, rê, mi, rê, son, fa. Tất cả các bạn đang trong livestream này. Rồi hãy nhớ luôn trong đầu ha. Happy Birthday đầu tiên, rê, rê, mi, rê, son, fa. Nhớ fa, tất cả những nốt fa An đọc trong bài này là fa thăng hết nha các bạn. Rồi, làm lại. Nhớ không? Rê, rê, mi, rê, son. Đúng rồi. Rồi bây giờ mình sẽ học câu số 2 ha. Nó là rê, rê, mi, rê, la, son. Rê, rê, mi, rê, la, son đi em. Rê, mi, rê, lá đâu? Lá gì? Lá, đúng rồi. Lá là bốn dây la nha các bạn. Bốn dây la nha. Rồi, la. Son đâu? Son ngón 3. Nhất định là phải bấm ngón 3 nha. Yeah. Đó, tức là bây giờ cái tay của mình bớt di chuyển lại nè. Cái tay của mình ở yên một vị trí nè. Di chuyển lại là mình bấm lộn tùng phèo lên hết. Rồi mình làm lại câu số 2 cho anh nghe rồi. Rê rê mi rê son. Rê rê mi rê lá son. Rê mi rê la. Đúng rồi, chính xác luôn. Rồi bây giờ mình sẽ là rê 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 si son fa mi. Trời đất ơi, cái đoạn này là một đống luôn nè.
rê 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 rê, đó là ngón ba trên dây lan ha. Rê si ngón một, si son fa mi, đúng rồi. Rồi có một bạn có một câu hỏi này, nó có sao la không đánh ngón bốn ạ? Thì An đang tập cho bạn là hai kiểu luôn ha. Cái bài Happy Birthday là tập cả hai cách luôn. Ở đây là mình sẽ chơi dây buông, còn một xíu nữa là mình sẽ có đoạn mà nhất định là phải xài ngón bốn ha. Cái mặt anh áo đen và cái đèn đôi lúc nó cứ bị giật giật, thì nó là tại cái filter đó mấy bạn. Tại cái filter mấy bạn thông cảm giùm. Chúng tôi cần filter để chúng tôi đẹp lên. Nó có một sự giật lắc thôi. Các bạn có thể coi như đó là một sự thú vị trong cái livestream này. Ok. Rồi, nhớ lại hết ba câu đó chưa? Rê rê mi rê. Son fa rê rê mi rê la son. Rê 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 si son fa mi. Đó, ba câu đó rồi đó. Rồi, cái tay sao nó cứ để bị cao lên vậy? Đó. Để thấp thấp vừa vừa thôi. Rồi, làm lại. Rê rê mi rê. Rê rê mi rê đâu? Nốt rê đâu? Sao lại bỏ mất nốt rê? 2, 3. Rê rê mi rê. Búng lại rê đã. Ủa? Đang rê rê mi rê son fa mà. Rê rê mi rê son ngón 3. Son fa thăng fa rê 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 mi rê lá la son. Rồi tiếp rê 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 si si son fa mi. Rồi tự làm tất cả cái đống đó nãy giờ chưa, hay là học thêm một câu cuối nữa rồi tự làm hết đi cho nó đã. Rồi có một bạn nào mới comment kìa, hu hu hung dữ quá trời ơi, thì cái livestream này thì nó là yếu tố cần đó các bạn, để mà mình có thể sư phạm trong cái ngành này, tại vì bộ môn này dạy rất là khó à các bạn, kiểu nó khó dạy á, nên là đôi khi mọi người nhìn bên ngoài vô thì thấy hung dữ vậy thôi, chứ ở trong cái buổi học á thì nó kiểu cảm giác như vậy nó sẽ thấy rất là bình thường, và nó nên như vậy đó các bạn, để mà mình đốc thúc tinh thần mình phải xong cái nội dung này. Và mình cũng sẽ có một cái giới hạn thời gian á, là một cái buổi học là chỉ có 45 phút mà thôi, mình không có thể dạy từ từ chậm chậm được. Mình cứ thử mình dạy đốc thúc, mình dạy nhanh một buổi xem coi, rồi những buổi khác mình biết là mình giảng giảng từ từ, tùy theo cái khả năng của mỗi bạn ha. Thì đó là cách mà mình giúp cho tất cả các bạn học violon. Mình tiếp tới câu cuối ha, hy vọng nãy giờ là thuộc nha. Rồi bây giờ nè, ví dụ như có bạn một hồi nãy hỏi nè, làm sao để biết cái gạch màu xanh xanh là nốt gì? Thì đây là nốt đô. Ví dụ như ở đây đi, ở đây để là nốt đô thăng, thì ở đây gạch màu xanh xanh này nó chỉ bằng một nửa cung thôi. Từ đây nhích xuống là nó bằng một nửa cung, thì đô thăng, một nửa cung đi xuống của đô thăng là gì? Các bạn trả lời trong comment. Rồi, đô cường luôn là một nửa cung đi xuống. Sol. Đô thăng, một nửa cung ở đây thì nó là nốt gì? Là nốt gì? Rồi bạn Minh Trí trả lời nè, là đô trưởng rồi nè. Đúng rồi, chính là đô đó. Thì đó là cách các bạn xác định những dấu gạch ha. Nó chỉ bằng một nửa cung thôi, tức là cách ra một chút nó chỉ có một nửa cung so với lại cái nốt ở trong vòng tròn thôi nha. Đó. Rồi, câu cuối nè. Mình làm lại cái câu số 3 đi. Rê rê rê. Rê rê. 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 Si. Si. Son. Fa. Mi. Và sau đó dừng ở mi nha. Rồi bắt đầu tới ngón 2 nè. Ngón 2 bấm trên dây la nè. Đố đố nè. Đô. Bấm ở đây nè. Bấm ở ngay cái bậc tam màu xanh nè. Đô đô. Si. Son. Son nè. Son. Rồi ở đây giữ ngón son lại nè. Mình bấm ngón 4 nè. La. Rồi ở đây là bấm ngón 4 nè. La nè. 4. Son.
Đó, thuộc câu cuối chưa? Câu số 4 mình lại gần hơn nữa cho các bạn dễ nhìn hơn nữa nè. Rồi, để cao lên một xíu nha. Cái đèn này nó chiếu những cái nốt nó không rõ, nhưng mà các bạn có thể hình dung được những cái vị trí của vòng tròn ha, là đó là anh bạn Cường đang bấm. Rồi, mình làm lại đi. Câu cuối. Hai câu cuối, câu số 3, câu số 4 rề đâu. Rồi, mình đừng có để cái tay của mình bị cao á, nó vừa ngay tầm này thôi. Rề. Rề. Đúng rồi. Si. Si ngón 1. Đúng rồi, ngón 3. Ngón 3 son. Son. Mi. Fa. Fa đâu? Fa. Mi, đặt xuống mi. Rồi, đố. Giữ ngón 1 lại, không có nhấc ngón 1 lên. Ngón 1 bấm xuống rồi giữ lại ha. Rồi, ngón 2 ở dây kia, ngón 2 dây la. Nốt đô. Đố. Đô. Rồi ngón 1. Si. Son. Giữ ngón 1 lại. Son. Bấm nốt la. Ngón 4. La. Son. Rồi ngón 3. Đó. Rồi bây giờ mình thử bấm hết lại cái đống đó đi ha. Rồi. Chơi lại Happy Birthday thử. Rê rê mi rê. An hướng dẫn cho. Rê rê mi rê đi. Rê. Rê. Mi. Rê. Son. Ngón 3 nè. Ngón 2 nè. Rồi rê rê mi rê. Rê rê mi rê. Lá nè. Dây la là dây kế bên thôi. La. Son. Rồi tiếp rê nè. Rê. Rê trước đã. Rê dây rê. 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 Si. Si. Son. Fa. Mi. Đúng rồi. Rồi xí xí nè. Nốt mì này giữ lại nè. Đố nè. Đô. Si. Nhấc ngón này ra. Si. Son. Son. Ngón 4. La. Đừng có bấm lung tung. Son đang ở đây. Thì la đang ở đây. La ngón 4 ở đây. La. Son. Kết bằng son đi. Đúng rồi. Thuộc nãy giờ chưa? Nãy giờ thuộc chưa hay là bị nhức đầu? Bị lỗm xổm tùng phèo. Khó không? Thấy vô lòng khó không? Nó nhức đầu không? Nãy giờ cũng thấy nhức đầu không? Em sẽ cố gắng. Không cố gắng thì sao mà được. Dạ. Rồi, bây giờ mình ráng làm nhớ hết lại tất cả những đống đó ha. Mình không nhắc nữa đâu nha. Rồi mình đừng có để nó bị cao lên như vậy. Vừa phải thôi. 2, 3. Rê, mi. Rê. Son. Fa. Rê. Mi. Rê. La. La đi. Son. Rê. Rê. Si. Si đâu? Si. Si ngón 1. Si. Son fa mi, giữ ngón 1 lại ha. Son fa. Rồi ngón 1 nhảy qua. Mi. Giữ ngón 1 lại nha. Ngón 1 chưa cần nhấc nha. Rồi qua dây khác. Đô đâu? Đô. Mình ngón mình đưa rõ ra cho các bạn trên livestream thấy ha. Đô. Đô thấp xuống nè. Đô không có ngay đó đâu. Đô ngay gạch màu xanh. Đô đi. Đô. Si. Ngón 1. Ngón 1 đâu? Si. Son lá son. Son. Ok. Rồi bây giờ là mình phải nhớ hết tất cả đống đó. Và bây giờ là mình lên cây vĩ luôn nè. Rồi mình lùi xuống đi. Lùi xuống đây. Rồi mình lên cây vĩ luôn nè. À, livestream này của mình đã bị lố rồi ha. Đây là tới đây là chấm dứt rồi ha. Bây giờ là thời khắc trả bài. Đó, khi mà học vô lông là cái đầu óc của mình nó phải tỉnh táo lên. Đây rất là nhiều nội dung. Nói chung là đi học bất cứ thứ gì là nó cũng phải cần sự tỉnh táo mọi người. À, đàn mình tay trái của mình vẫn chưa đúng form nè.
Rồi chắc là mình phải cày lại những buổi livestream kia rất là nhiều rồi đó. À, ngón 1 à. Đó, em hướng dẫn là cái ngón này nè, nó từ đây nè, nó đặt ngay đây nè, rồi dòng lên rồi, nó ngay vị trí này thôi nha, nó bị lố, cấm bị lố vị trí nha, không được nha. Đó, ngay đây thôi, ngay vị trí này thôi. Thả lỏng ha, tay trái thả lỏng, thật thả lỏng. Rồi, bây giờ mình, em sẽ giúp tay phải cho anh thôi ha. Còn tay trái là anh chơi ok. Rồi, rê rê mi rê ha. Rê rê, nó là nốt đơn thì mình sẽ chơi ở giữa này thôi ha. Ở giữa phần này thôi. 2 3 rê rê. Rồi mi rê nè, mi đâu? Ngón 1 đâu? Ngón 1 nhất bấm xuống. Bấm xuống. Đó. Mi, bấm xuống. Mi. Mi cao rồi nè, thấp xuống nè. Thấp xuống. Nó ngay đây mới đúng nè. Cái tay nó bị đi đâu vậy? Đưa cái ngón trỏ về. Đó, cái này là mình giữ chưa chắc ha. Qua 4 buổi là mình giữ chưa chắc ha. Rồi, thẳng tay ra ha. Ngón 1 đặt ở đây. Mi. Mi kéo toàn bộ vị. Mi. Rê đi, nhấc lên. Ngón 3 đặt xuống. Ngón 3. Nốt son. Nốt son. Son. Nốt pha đâu? Pha. Pha đi. Rồi, rê rê lại, rê mi rê lại nè. Rê rê. Mi đâu? Ngón 1. Đặt đúng vậy đó. Mi rê nè. Lá nè. Rồi son nè. Ngón 3 đâu? Ngón 3. Không có đặt nhầm ngón 2 lên nha. Tuyệt đối không đặt nhầm ngón 2 lên ngón 3 nha, rất là khó chịu nha. Ngón 3 thấp xuống. Rồi. Rồi, tiếp theo là nó đang tới đâu rồi ta? Làm lại cái câu số 2 đi, rê rê mi rê lá son nha. Rê rê mi. Mi. Nốt mi thấp xuống nè. Nốt mi thấp xuống. 2 3. Mi. Mi. Rê. Rê. La. Son ngón 3. Thấp xuống nè. Ngón 3 thấp xuống. Đúng rồi. Rồi, rê 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 nè. Rê rê. Rồi ngón 3 nè. Rê đâu? Ngón 3 thấp xuống. Đúng cái vòng tròn thôi. Rê. Si đâu? Ngón 1 đâu? Si. Ngón 1, bấm ngón 1. Tay này cầm chưa vững nè. Ngón 1. Ngón 1 đâu? Đặt xuống. Rồi, si, kéo lên. Thấp xuống nữa. Ngón 1 thấp xuống. Thấp quá, nó phải đúng ngay vòng tròn luôn nè. Si. Rồi ngón 3, dây kia ngón 3. Tốc độ. Son. Son. Nốt son bị cao quá nè, nốt son thấp xuống. Son. Pha đâu? Nốt pha ngón 2. Ngón 1. Ngón 1. Ngón 1, đặt ngón 1 luôn. Không có thắc mắc. Đúng rồi. Rồi bây giờ đổi dây nè. Bấm ngón 2, ngón 1 giữ lại. Ngón 2 bấm xuống. Đặt xuống ha. Rồi ngón 1. Ngón 1 đưa qua. Đúng rồi. Rồi ngón 3 nè. Ngón 3 đâu? Ngón 3 dây rê. Ngón 3 sai rồi. Đặt ngay vòng tròn luôn. Rồi. Rồi ngón 4 ha. Ngón 4 đưa lên. Ngón 4 đặt ngay vòng tròn luôn. Ngay cái nút đó. Đúng rồi. Ngón 3 nè. Nhớ ngón 4 lên thì mới chịu được ngón 3. Đúng rồi. Ok. Dễ đúng không? Rất là đơn giản đúng không? Đơn giản mà chảy mồ hôi quá trời. À, sao ngón 1 không được nhấc vậy anh? À, ngón 1 không được nhấc. Đây thì cái này là để Chí An làm cho. Bạn Cường đứng đằng sau đi ha. Cái ngón 1 à. Nè, ví dụ như các bạn bấm như vậy nè. Thì đây là. Thì cái này là ngón 1 nó phải nhấc rồi đúng không? Thì ngón 1 nhấc rồi nè. Thì ngón 1 cứ nhấc thôi. Nhấc như vậy thì cứ nhấc ha. Rồi câu số 2 nè.
Đó, ngón một nó vẫn cứ nhất nè. Rồi bây giờ tới câu số 3 nó có vấn đề nè. Ok, để mà làm lại sim này xíu. Ok. Rồi rê 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 nè. Rồi ngón một nó đang dính ở đây nè. Ngón một nó đang dính ở đây thì giữ ngón một ngay đó luôn nha. Đó, các bạn biết lý do vì sao không? Có ai biết lý do không? Comment liền cho chứ em. Rồi đối với Cường, tại sao ngón một lại phải giữ ở đó? Cường phải vô livestream để mọi người cùng thấy chứ. Tại sao mình phải giữ ngón một ở đó? Để bấm nó tiếp. À, thật ra là cái ngón một á giữ em. Lý do giữ ngón một á là nó ổn định lại cái phong tay của mình nè. À, ví dụ như mà mình thì khi mà mình giữ ngón một lại vậy á thì nó sẽ giữ lại một chút cái rung của cái sợi dây á. Thì khi mà các bạn kéo sợi dây nè, các bạn nhìn vô sợi dây các bạn sẽ thấy dây rung ha. À, sợi dây rung tức là khi mà mình nhấc lên á nó sẽ mất đi cái rung của nó, thì nó sẽ bị mất hay ha, nghe nó khó chịu. À, để anh kéo cho tất cả các bạn cùng xem ha. Kéo trên tư thế này nó hơi phô một chút. Ok. Rồi, Cường vô đây. Thì sau buổi học này em công nhận là trời ơi, tôi tự làm livestream này thì nó sẽ dễ hơn. Nó sẽ dễ dàng hơn. Khi mà nói chung là nó cũng là lần đầu mình làm với lại một bạn khác trực tiếp trong livestream. Và tôi cảm thấy rất là cũng rất là cảm ơn tất cả bạn, các bạn đã xem livestream ngày hôm nay nha. Và buổi ngày hôm nay thì có vẻ là mọi người ý là tôi sẽ có bản đăng lại nên là mọi người không xem quá nhiều đúng không? Đúng rồi đó anh, làm en dễ hơn. Ủa, là sao vậy em? Làm en dễ hơn. À, buổi hôm nay nhìn chung cũng hơi khó. Cường phải làm sao mà để nó vô cái mặt liên tục luôn, đừng có để nó bị ao khung hình. Ok. À, bây giờ mình nói gì ta? Ok, mình tổng kết lại tất cả những nội dung mà mình đã học trong buổi ngày hôm nay ha. Thì đầu tiên là mình đã học về vĩ giữa rồi ha. Vĩ giữa là nó là từ vị trí này đến vị trí này ha. Đó. Đó, mình tập vị trí vĩ giữa. Thứ hai là mình học về nhịp nốt đen và nhịp nốt móc đơn ha. Đây là nhịp nốt đen nè. Và nhịp nốt móc đơn thì mình dùng nửa vĩ giữa nè. Đó. Tiếp theo là mình đã học về cái gì ta, phối hợp tay trái và tay phải ha. Mình học bài Happy Birthday nè. Rồi tất cả những bạn ở trong livestream là nhớ luôn giùm em cái nốt ha. Rồi Cường cũng nhớ luôn trong tâm trí ha. Về nhà phải xem lại livestream này 7749 lần ha. Rê rê mi rê son fa. Rê rê mi rê la son. Rê 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 si son fa mi do do si son la son. Rồi các bạn replay lại cái đoạn này 7749 lần thuộc khắc sâu vào tâm trí. Cái bài này là lúc nào cũng chơi hết nha mọi người. À, và cái bài này các bạn tưởng nó dễ gì thôi nhưng mà không được coi thường bài Happy Birthday này. Nó là cái bài mà kiểu như là nó cơ bản và nó tạo dựng cái form của mình rất là tốt luôn ha. Đó, và mình phải chơi rất là nhiều vấn đề luôn. À. Rồi Cường cảm thấy như thế nào về buổi học ngày hôm nay? Vui vẻ. Vui vẻ hả? Yeah. Tôi cứ tưởng là nãy giờ là tôi rất là hung dữ. Có thấy hung dữ không? Hung dữ là sao anh? Ủa, hung dữ là sao? Tức là nãy giờ chưa đủ hung dữ hả mọi người? Đây, coi mọi người comment gì nè. Nghe nói thầy dạy dễ tính. Nghe nói thầy dạy dễ tính hơn cô. Có chắc không? Tùy thầy tùy cô nha. Coi live trò chuyện vui hơn. Muốn học cùng thầy quá mà nhà xa quá. Ồ, đúng rồi. Có chút xíu. Đa số á anh. À đa số là sao? À đa số là thầy dạy dễ tính hơn cô hả? Cũng có thể nói là như vậy. Thì kiểu
Nhưng mà ví dụ như cô thì dễ dạy cho bạn nam và bạn nữ, còn anh thấy thì kiểu thầy thì mấy bạn nữ sẽ hơi ngại, mấy bạn nữ cũng hơi ngại học thầy. Hoặc là những phụ huynh cũng sẽ ngại giáo viên nam dạy cho học trò là học viên nữ á. Anh thấy vậy. Cường có thấy môn violon nó khó không? Em thì không có gì khó, chỉ cần cố gắng là làm được. Không có gì khó, chỉ cần cố gắng là làm được. Mọi người thấy tinh thần của bạn chưa? Tất cả mọi người đang ở trong livestream này cũng phải theo cái tinh thần này, đúng không? Tức là không có gì là khó nếu mình bỏ cuộc quá sao? Nếu mà mình không cố gắng là thì nó mới khó chứ. Mọi thứ nó đều có cái hướng đi của nó ha. Nói chung là một buổi như vậy nhưng mà kiểu nó rất là nhiều cái để nói nha. Bạn nào comment chưa trải sự đời. Ok, thì thôi buổi livestream của mình ngày hôm nay đến đây thôi ha. Và hy vọng là tất cả những nội dung và các bạn đã được thấy là một Trí An khi mà ở trong môi trường sư phạm, khi mà thực sự là có một bạn nào đó học trực tiếp Trí An thì nó sẽ như thế đó đó. Nó sẽ hung dữ như vậy đó. Nhưng mà theo Cường nói thì cũng không hung dữ lắm. Nói chung là chỉ là tập trung và nghiêm túc một chút thôi. Thì nói chung là cái tiếng đôi khi cái âm lượng nó sẽ hơi bị to một chút, là tại vì tiếng đàn á, kiểu đang kéo đàn thì mình phải nói to lên để cho học viên nghe cho nó rõ cái hiệu lệnh. Đó, bạn Lệ Hằng cảm ơn Trí An và Cường kìa. Rồi hai tụi mình cùng chào tất cả các khán giả ha. Rồi chắc là một lời cuối là rất là cảm ơn và rất là vui vì tất cả các bạn đã cùng theo dõi livestream này cho đến giờ phút này. Ôi trời ơi, đây là 7 con người tuyệt vời nhất và xuất sắc nhất cuộc đời tôi từng gặp đó mấy bạn. Đó, đâu phải là mọi người là đến livestream này mọi người sẽ ở lại đâu, bởi vì nó là những nội dung học tập và mọi người tưởng là mọi người có thể xem lại được không, nhưng không, những niềm vui nó chỉ tồn tại cho những bạn xem livestream. Và bảy bạn này chắc chắn là khi mà các bạn gửi bất kỳ video nào mà cho An gửi, chắc chắn là An sẽ rất là nhiệt tình để rep mọi người luôn. Minh Trí em không bỏ hôm nào, trời ơi dễ thương quá trời. Ok. Thôi chắc livestream này cũng muộn để cho mấy bạn đi ngủ và Cường cũng đi về nhà rất là xa ha. Rồi bây giờ mình cùng chào tạm biệt mọi người. Bye bye. Bye bye. Yeah. Tắt livestream.